Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với cái nông trại rồng nhỏ bé của mình. Ở đây đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể sở hữu được những em đẳng cấp là Heroic vô cùng mạnh và bá đạo, và các bạn có thể nâng sao lên cho những các bạn này. Những ngôi sao vàng lấp lánh và có thể nâng lên được cả 5 ngôi sao nha các bạn. Ở đây thì anh em chỉ có việc đó là bỏ tiền ra mua thôi, không có gì ngoài điều kiện ha. Thì sau khi các bạn mua mảnh này thì các bạn sẽ ghép, một đó là các bạn sẽ ghép lên một con đẳng cấp Heroic mà các bạn chưa từng có, hay là các bạn sẽ có thể nâng lên những ngôi sao vàng lấp lánh. Và maximum thì chỉ được 5 ngôi sao thôi, nhưng mà để được 5 ngôi sao của con Heroic thì tốn khá là nhiều tiền nữa các bạn à. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau trở lại nha. Hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn một cái điều khá là thú vị đúng không nào. Bây giờ thì mình sẽ đến với cái khu vực đó chính là Liz. Và hôm nay review nhẹ cho các bạn xem một cái nhân vật cũng khá là dễ thương. Con này đẳng cấp đó là Titan. Mà các bạn biết rồi đó, Titan thì cứ giá 329.000 một con làm tới nha. Wow, vẻ đẹp mỹ miều luôn. Con này là thuộc về hệ mặt trăng. Ok, con này là thuộc về hệ mặt trăng nha các bạn. Còn cái con Titan hệ ánh sáng đó là nó nằm mé bên đây. Hai con kệ hệ nhau, một con hệ ánh sáng và một con hệ bóng tối. Đây. Và khi mà sở hữu theo cái bộ của nó thì sẽ là 4 con. Và cái con thứ 5 thì các bạn sẽ được tặng free. Giống như tốn khoảng 1 triệu mấy để mua được 4 con. Và cái con thứ 5 là được tặng miễn phí vậy. Rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Và ở đây thì anh em mình sẽ cùng nhau mang hai cái thành viên vô cùng bá đạo này đi đại chiến nha. Ây cha cha, nhìn sơ đội hình của tên bạn kìa. Cậu này chắc là Thái Lan hả? Cái chữ này chữ Thái Lan không các bạn? Mình thấy nó viết ngược nè. Và nó vẽ khá là ngoằn ngoèo luôn. Khá là căng não đây. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho tên bạn thấy sức mạnh của một cái đội hình khá là cưng não. Thì kêu đến từ bé. Con này không biết đặt tên cho nó cái gì cho nó ngầu. Anh em nào có cái tên nào hay thì đừng quên comment trực tiếp vào bên dưới video luôn nha, để mình sẽ đổi tên cho cái nhân vật này. Đó. Và dường như là hệ hắc ám hay là hệ bóng tối thì nó khác với cái hệ ánh sáng một cái gọi là cái hiệu ứng thôi các bạn. Như hệ ánh sáng mình sẽ slow motion cho các bạn xem. Hiệu ứng của chú ấy sẽ là đây. Wow, một luồng ánh sáng phát ra từ ngực tạo ra một cái nguồn năng lượng khổng lồ để gây sát thương cho tên bạn. Và nguồn Titan bóng tối thì nó lại ngược lại, nó lại có một cái màu đen các bạn, một màu đen hay là một màu xám ấy. Wow, tới luôn, không biết là mình có cân nổi hay không. Ca này hơi căng đây các bạn ơi. Trời ơi, ba con đều là một ngôi sao, hai con các bạn, hai con một sao, lại tốn tiền nữa. Đây, mỗi lần mà mình quýnh thua là cứ y như rằng là tốn tiền vậy đó. Vẫn win. Đấu cái này thì hơi âu lo một chút xíu, vì hiện tại đó là cái con Heroic mới của mình phải cân, gọi là cân tem các bạn. Một mình nó mà phải chịu lượng sát thương đến từ ba con, khá là căng luôn. Nếu như mà nó cân không nổi thì chúng ta là phải hy sinh. Thành viên này là Kales. Và để mình thử. Ôi chà, chắc mình chơi được. Con này mình nghĩ là chơi được. Rồi, nhân vật tiếp theo của chúng ta sẽ lao ra. Một cái nhân vật gọi là chính diện, chứ không phải là nhân phản diện. Ánh sáng nha. Wow, và đây là thành viên Sunny. Con này đó là thuộc về cái dòng gọi là thủy quái các bạn. Heroic hệ nước. Ôi cha, gọi là chiêu thức nó quýnh nhanh quá, mình nhìn không có đã. Mình sẽ slow gọi là quýnh từ từ lại cho các bạn xem hiệu ứng cho nó vui nha. Thì chiêu đến từ Titan ánh sáng nào. Wow, và các bạn ơi, anh em nào mà thích cái series về cái tựa game Dragon City thì đừng quên nhớ bấm vào cái nút subscribe nha. Đập đại cái nút like đi. Các bạn thấy ngón tay đưa lên không, cứ gõ đại vào đó một phát ủng hộ kênh ạ. Để cho mình có thể ra nhiều cái tập mới hay là những cái em đặc biệt cho các bạn xem cho vui. Nói chung là game là để xem giải trí thôi, chứ không có cái gì gọi là quá là quan trọng. Nhiều bạn đặt nặng cái vấn đề về game quá, gọi là chơi game thì nó cũng không có tốt lắm các bạn. Dành thời gian nhiều cho cuộc sống hàng ngày của mình, đi ăn đi uống và bạn bè này kia thì nó sẽ vui vẻ hơn. Game chỉ là một cái phần nhỏ trong cuộc sống của mình để cho nó có một cái chút gì đó gọi là màu sắc cho thú vị.
Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ trở lại với trận đấu nhẹ nhàng này nha. World Fist. Lượng sát thương khá là căng não luôn. Wow, bây giờ thì tem bàn hiện tại là 6.000 đúng không nè. Rồi, thì chiêu hắc ám đến từ em bạn Titan Mặt Trăng. Ây cha cha, một nhân vật huyền thoại. Mình sẽ phải khèo cái bạn này để mình tính toán lại cái đã. Quánh là phải ăn các bạn, chứ quánh mà thua thì quê lắm cơ. Đây, bắt xê nhẹ với cái em này thì sao? Rồi, 32. Em bạn không có đam với mình thì không sao, chứ nó mà đam rồi chúng ta cũng hơi mệt mỏi một chút xíu. Rồi, bây giờ thì chúng ta... What? Ba ngôi sao vàng lấp lánh và mình vừa thấy một tia sáng phát ra từ ngực của chú ấy. Một nhân vật khá là đặc biệt. Chơi hết mình luôn xem. Wow, Legend mà 3 sao thì cũng khá là hiếm đó các bạn. Rồi, mà cái con nào mà nó càng hiếm thì mình lại càng thích nữa cơ. Ha, rất là đáng yêu. Wow, một cái tia sáng phát ra từ ngực rất là đẹp, hình trái tim luôn. Đây, 13. Đây là Titan ánh sáng mà mình nghĩ rằng bạn này cũng không cầm cự nổi được bao lâu đâu. Hiện tại thì chúng ta... Nhưng mà chúng ta win được các bạn. Lượng máu còn vỏn vẹn của em đẳng cấp Heroic mình chỉ là 597 giọt. So với cả 100.000 giọt đến từ tên bạn thì ôi thôi rồi. À, bây giờ thì anh em chúng... Ui cha, bị kẹt ngay chỗ này nữa à. What? Ở đây mình còn... Mình còn gõ được chứ. Nó không cho mình đánh trong khu vực đó cũng khá là tiếc luôn. Vậy thì bây giờ anh em mình sẽ phải ra ngoài và mình quậy mà vài cái sự kiện ở đây cho vui nha. À, chúng ta có thể vào tới cái khu vực đó chính là Arena. Và hiện tại thì anh em nào chưa có đua Heroic thì hãy vào đua. Hiện tại thì còn 2 ngày và 17 giờ nữa thì cuộc đua sẽ kết thúc nha mọi người. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem xét một chút xíu ở đây có cái sự kiện gì đặc biệt hay không. Mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem. Hòn đảo nhỏ này thì vẫn mang lại cho anh em mình một cái con đẳng cấp là Legend Daisy 4 hệ. Wow, cũng khá là ok nhỉ. Và đây là... Rồi, chúng ta sẽ vào tới cái khu vực gọi là Arena và đi truy tìm những anh bạn gọi là cao thủ. Lần này thì Henry Chun, một anh bạn có cái con đẳng cấp là Legend Daisy thuộc dạng Misty nha. Star là ngôi sao, Holy tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là thánh các bạn. Thánh Dragon gọi là thánh rồng. Nhân vật này thì cũng khá là đặc biệt nữa. Và con này thì các bạn hoàn toàn có thể lai tạo ra được. Đây rồi. Ui chà, con này lai ra được nha các bạn. Trên hòn đảo cổ anh em mình có thể tạo ra được cái bé này. Nhưng mà tốn một khoảng thời gian khá là dài để các bạn có thể đưa cho nó lên được 5 ngôi sao vàng. Chà, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu của anh bạn này nha. Gấp đôi sức mạnh thôi mà, 183k. Phải nói là lượng sát thương cũng khá là cay. Holy hay còn gọi là thánh rồng. Lần này thì phù thủy đi. Đối với những cái đội hình này mà chúng ta mang mấy cái con mà bèo bọt ra thì nó thẳng là nó gõ một cái một là lên đường luôn. Gọi là không thấy mặt trời. Quýnh mà gọi là không thấy mặt trời, gọi là không thấy đường về luôn á. Wow, và đây là ngôi sao vàng lấp lánh và nằm cánh luôn. Ở đây thì để mình thử thách xem. Ây chà, vậy là cái game này nó cũng rất là biết chia các bạn à. Khi mà chúng ta có một cái đội hình mạnh thì chúng ta không bao giờ mà được rớt. Chứ là không có đấu được với những cái bạn mà yếu được. À, lại một cái đội hình khủng khiếp nữa. Và thằng này, thành viên này là Nevan à. Nice, tiếng Anh chữ E đọc là Y đúng không? Nevan. Rồi bây giờ thì mình nếu như mà đại chiến với đội hình này thật sự mà nói thì cũng là một cái độ khó rất là cao đối với mình. Nhưng mà mình thích cái gì mà gọi là thử thách các bạn. Cái gì mà nó khó khó một chút xíu, gọi là tăng độ khó cho game ấy. Chứ chơi mà nó dễ quá thì nó mất vui. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu của anh bạn Bass. Tiếng Anh gọi là Bass và tiếng Việt mình nhớ là như dịch ra là quá khứ thì phải. Ở đây đó thì 193 hả? À, 193.000 máu. Con này nó tới 296 luôn, 296k.
ôi cha, nó gõ hai cái thôi mà mình thấy máu mình gọi là muốn xanh cỏ với nó luôn vậy đó. Ý mà nó chưa có đam nữa, nó mà đam chắc mình banh xác sớm. Và đây là thành viên Emery. À, hai con kỵ hại nhau nè. Đây rồi, hai thằng bạn. Đây mới nói là hai thằng, một thằng sinh ra trước, một thằng sinh ra sau. Và hai con này đều được bán là, mình nhớ lúc mình mua là 219.000 một con. Và các bạn mà muốn nâng sao cho nó thì các bạn phải mua nhiều con lên. Đó, cứ nhân lên. Một con 219.000 mà 10 con thì các bạn cứ nhân việc lên là 2 triệu mấy ha. Cũng khá là cay đó. Mà hình như là 10 con các bạn thì chỉ nâng cho nó lên được hình như là tầm khoảng mấy sao ta? 2 sao, 2 tới 3 sao hình như mình nhớ khoảng tầm đó à. Mà để nâng lên mà được tới 5 sao thì nó cũng hơi bị mắc luôn ấy. Giá trị liên thành. Vậy là nó hơn cả tháng lương của mình luôn. Wow, và đây là bé. Ôi trời, không quýnh lại luôn các bạn ơi. Sau một cái hồi gọi là suy nghĩ động não, cuối cùng thì chúng ta quýnh không lại một cái đội hình tem bạn. Và anh em ơi, ai mà thích cái series về cái tựa game này thì đừng quên đập vô cái nút like và để lại một cái comment nha. À, cái nút like hay là cái nút dislike vì các bạn cứ việc đóng góp nhiệt tình vào. Đó sẽ làm những cái đóng góp gọi là những cái ý kiến của mọi người sẽ giúp cho mình đó là mình sẽ làm ra những cái video về sâu tốt hơn. Đó là mọi nhờ vào gọi là cái sự đóng góp từ gọi là những cái like, những cái comment của các bạn luôn. Rồi, mong các bạn cứ việc nhiệt tình mà fan đại vô nha. Like nhiều thì càng tốt, ủng hộ mình. Rồi. Còn các bạn dislike thì mình biết là cái này các bạn thích cái này hay là không thích gì đó. Đơn giản dễ hiểu. Và đừng quên bấm đăng ký để có thể theo dõi được những cái tập mới nhất nha. Còn bây giờ thì video cũng khá là dài rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.